Hello, chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình lại trở lại và mình lại tiếp tục với một cái chương trình. Có rất nhiều chương trình nhưng mà thời gian qua thì mình cũng nghỉ khá là nhiều rồi, nhưng hôm nay mình lại tiếp tục. Mình sẽ bổ sung một cái clip cách quấn cái cuộn cao áp của cái cuộn biến áp. Và hôm nay chỉ là cách quấn thôi. Và những cái clip tiếp theo sẽ là những cái Tesla với lại phóng điện các thứ thì để dành những clip tiếp theo. Ok, bây giờ các bạn hãy theo dõi video của mình. Mưa vẫn mưa may trên tầng tháp cổ. Dặn làm sao em biết bia đá không đau. Như vậy là các bạn, nếu mà các bạn có cái đĩa mỏng mỏng á, cái đĩa mỏng mỏng, đĩa này có thể tách ra được, nhưng mà các bạn có thể lấy những cái miếng nhựa mỏng, nó tóm lại là như vậy. Và tốt nhất là khoan khoan thành một cái hốc mà nó tròn như vậy, để hôm nào mình đưa giới thiệu một cái máy khoan tự chế khoan cái hốc nó tròn đến như vậy. Và một cái ống tiêm cái loại trung bình to một chút đấy, chứ không phải loại nhỏ tí đâu, thì các bạn sẽ đút vừa một cái lõi playback là rất là khéo luôn. Hoặc là các bạn có thể đút các cái loại lõi khác. Và cái độ dày của giữa các cái rãnh với nhau á, thì các bạn nên để thật là mỏng, nó chỉ tầm cỡ khoảng độ 2 ly thôi. 2 ly là nhiều, không có thì 1 ly 8 thôi. Cố gắng là thật là phải mỏng. Tại sao lại phải mỏng? Bởi vì các bạn chỉ quấn vào đấy khá là ít dây đồng thì các bạn lại phải ngăn cách một lớp. Bởi vì tại sao? Vì ở đây cái điện nó siêu cao cho nên là phải phải ngăn cách. Và cái lớp ngăn cách ấy, thì tốt nhất là các bạn mỏng càng tốt, không nên dày, bởi vì dày nó sẽ tốn rất là nhiều diện tích. Thứ hai nữa là cái keo mà để dán ấy, thì không có cái gì có thể thay thế được cái keo 502 duy nhất, bởi vì mình đã thử rất nhiều loại keo. Các bạn dùng keo khác chỉ có đi phành phạch, và các bạn gắn những cái miếng nhựa đó vào ấy, thì phải thật sự là đều đều giữa các cái ấy với nhau đấy, các cái kẽ với nhau phải đều, cuối cùng gắn ra được bao nhiêu rãnh đấy, những cái rãnh nhỏ li ti như vậy. Để quấn một cái biến áp 50 kV, 50.000 V không phải là cái chuyện đơn giản như là cái biến áp thông thường. Và tiếp theo thì các bạn sẽ dùng cái dây các bạn bây giờ mình cũng có đi hỏi rồi. Thì cái loại mà dây 0,08 là hầu như là người ta không có bán, bởi vì cái đó không thông dụng, cho nên người ta không bán. Thì có cung mới có cầu, mà có cầu thì mới có cung, anh có cần tôi mới bán. Nhưng bây giờ người ta không có sử dụng cái loại dây quá là nhỏ, thậm chí là dây 10 10 10, tức là dây 1 0,1 mm mua thì rất là khó khăn. Cho nên các bạn sử dụng dây 0,1, 0,11, 0,12, 0,13 cũng đều được hết. Và mỗi rãnh thì các bạn sẽ quấn cho mình 300 vòng, 300
không có hơn 300 vòng một chút, khoảng 330 vòng. Và đến khi nối tiếp với cái thứ hai ấy, thì các bạn lại phải cho nó qua một cái kẽ như mình cứa lúc nãy đó, tức là phải cho qua cái cứa một cái đường rãnh cho nó chạy sang cái rãnh thứ hai. Để cho nó chìm sâu xuống dưới, khi mà mình va chạm với bên ngoài nó sẽ không bị đứt. Như vậy là ở đây cái sự cách ly của nó là phải là bằng 502. Và nếu mà các bạn mà quấn mà không bao giờ dỡ ra nữa, thì sau khi quấn xong thì các bạn sẽ dùng sơn cách điện để quét toàn bộ phía bên ngoài. Mà nếu các bạn không có sơn cách điện thì các bạn sẽ phải dùng keo 502 đổ cứng luôn. Nếu như các bạn vứt luôn cái cuộn dây đồng đó, có nghĩa là không bao giờ dỡ ra nữa, thì các bạn đổ cứng luôn. Và phía hai đầu của nó, hai đầu da của nó, các bạn lại phải làm giống như mình đó, ốp thêm một miếng nhựa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất mong các bạn hãy đón xem những video tiếp theo của mình.